Mới vít đi chứ. Như này mới vít, đang vít này. Tí tôi chụp xong rồi đăng TikTok đây. Ô hay phết nhỉ. Đây. Từ dạng cây ấy thế thành vít thành lục bình này, mới vít này. Toàn loại lùm đấy nhá. Đây, toàn loại thế. Thế kiểu thế không ra thế này. Đây. Mới vít hôm nay. Đấy, còn thông cây thông này. Bán thế này bán nhiều như này bán liền trăm cây quất như này không biết có được bằng khen hay không này. Đây. Hướng dẫn luôn. Đây ban đầu nó lùm lùm như này này. Thế này chắc không phá được. Lùm lùm như này này. Ông quả cũng bé nhỉ. Lùm. Ơi, xong rồi vít lục bình. Công cán cái cây mùa Tết này cũng cao đấy. Như bọn ông sai mỗi năm ông bảo triệu một ngày. Đây ban đầu lùm lùm như này. Không biết lục bình nhỉ. Mọi người nhìn có rõ không nhỉ? Quả hơi bé, đúng không? Ai trồng chẳng muốn quả to nhưng mà. Đó, bao công. Này, dây. Mình bắt đầu ân hận bán cho thằng à mình bắt đầu ân hận là mua cho thằng Mạnh 80 rồi đấy. Đáng nhẽ mùa Tết là đáng nhẽ phải kiếm đâm mà chứ nhỉ. À. Có ship Nghệ An, cái loại này tôi chưa biết giá đâu, tí nữa tôi phải xem giá xem nào rồi tôi ấy, tại điện thoại đang livestream này. Cho nên không gọi được cho ông ấy xem là giá như nào. Nó cũng khá cao đấy, nó cao nếu mà cả ấy nên nó phải cao hơn 2 mét đấy. Chắc tầm triệu mấy. Tí nữa tôi quay cho. Quả hơi bé, còn nhiều mẫu mã lắm, nhiều loại. Đây. Ám xịt. chạy đau hết đầu. Ơi nhiều bạn đi buôn quất, nhiều ông đi buôn quất nó vì để điểm đam mê hay sao ạ? Năm nay chưa biết thế nào nhưng mà cái loại này là mở hàng Tết để cho anh em là mua cái máy giặt được nửa cái máy giặt chứ nhỉ. Nhưng mà mua xong cái máy giặt mẹ vào hè rồi còn đâu. Mở một cái vườn mới là ở trên trên chỗ nghĩa trang nhưng mà mình đã lên được đâu. Phải sau khi TikTok lên xong rồi mới lên cái vườn ở trên kia được vườn mới được. Loại này lên trên ý chắc bán lẻ phải được 150-200. 200 nhỉ? 200 nhỉ? Tầm đấy. Ừ phải thế chứ. Chẳng lẽ mua bà 80 về bán 70. bán để lấy thành tích. Đó là cái trò đi buôn hay đấy. Đi buôn xuống đây là 80 xong rồi thôi bà mua đi cháu lại bán cho bà 70. Cứ nhân nỗ. Đấy. Tí nữa tôi xem cái loại quất lục bình cho. À đây cho thằng này nó đứng mẫu. Mẫu mày đứng mẫu ở chỗ cây chuối lục bình kia. Đang không có người để cho mọi người biết cây nó to như nào. Đang bây giờ mới vít rồi này. Đứng sát vào, thằng này cao bao nhiêu? 1m6 thôi à? Ơ thằng này cao bằng mình. Đấy. 1m6 mấy cả? Ơ cao hơn à? Đấy, mình hình dung được. To đấy, cây cao to. Lấy điện thoại gọi cho anh ấy xem ra quất lục bình này bao nhiêu tiền. Bán luôn đây này. Gọi luôn cho anh ấy xem quất lục bình là bao tiền, khoảng bao nhiêu tiền bác nếu mua nhiều có ship Nghệ An không bác. Gọi luôn cho anh ấy. Đây cái số đằng sau ấy. Đẹp chưa? Đéo tìm thấy nữa đâu mà thật. Mua 80 không tìm nữa. Quất lục bình này, người ta viết lục bình xong này. Cho mấy cây cho đấy. Tổng cộng bà cho cháu bao nhiêu cây nhỉ? 3 cây nhỉ? Có 3 cây thôi à?
Ta siêu cả. Đó.